Bản thân mỗi người chúng ta phải có cái chữ chung, sống phải có chữ chung, vợ chồng cũng phải có chữ chung, bạn bè cũng chữ chung, với con người phải chữ chung, chủ tớ chữ chung, lãnh đạo phải có chữ chung, người cấp dưới phải có chữ chung. Mắc chữ chung là tiểu nhân, tức khắc 100% luôn. Người đã đánh mất chữ chung thì hoàn toàn thất bại quý vị, không ai tin tưởng quý vị cả. Câu người xưa ta nói á, mua heo chọn nái mà cưới gái chọn dòng là gì thế. Cái dòng họ nó rất quan trọng. Nghèo chưa đáng sợ, đáng sợ nhất là cái dòng họ không có đạo đức. Cái dòng họ không có đạo đức là đáng sợ lắm. Phải nhớ. Năm xưa mà ông ngoại của Khổng Tử là nhìn được cha Khổng Tử là ba đời tích thiện, tích đức. Cha Khổng Tử rất là lớn tuổi, mẹ Khổng Tử rất là trẻ, nhưng đem một người con gái trẻ gả cho một ông già lớn tuổi. Vì nhìn dòng họ của Khổng Tử ba đời tích đức, biết dòng họ này sẽ có thánh nhân cả đời. Nên nghèo chưa đáng sợ đâu, đáng sợ nhất là chúng ta không có đức. Thêm một cái nữa là dòng họ chúng ta không có nhân cách đạo đức. Không, chùa mình nghĩ rằng là Phật tử là số 1 như vậy. Không, mà quý vị chắc cũng chưa từng thấy ông thầy nào mà giảng pháp mà cái sự mà nhiệt liệt mà ủng hộ đến mức này đâu hả quý vị. Quý vị ơi, bây giờ quý vị nhìn lại là cái tâm những đức đã dành cho quý vị như thế nào thì quý vị trả lại cho vậy đó. Đúng không? Hả? À, rõ ràng mà. Thì bây giờ quý vị thấy rằng là những đức đi xuống tới nhà bếp mà tính từng buổi ăn cho quý vị. Nấu thật sự chứ không phải là xuống cho sớ ghế, đúng không? Bây giờ nghĩ cho người ta nhiều quá, rõ ràng người ta trả lại cho mình là sự thật là vậy luôn á. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mời đại chúng chúng ta ngồi xuống. Chúc vị an lạc vị ơi. Được các cô ủng hộ cũng thấy hoành tráng quá. Không mà cái cách mà mình nghe Phật pháp mà mình giống như vui trong cái pháp vị vậy. Thì cái quan cảnh đó nó sanh ra một cái nguồn năng lượng cao. Còn cái mà người ta cuồng nhiệt trong cái việc mà như một bài hát, ví dụ như lúc trước những đức coi những cái bài hát mà những cái người mà ta nhảy nhạc, cái người đó nước ngoài bây giờ mắc à, con người ta giống như nó cuồng chí trong cái đó luôn quý vị. Tự nhiên nó hết biết cái gì luôn, ghê không? Nên gọi là có những loại âm nhạc mà nó làm cho tế bào người ta bị tổn thương. Và có những cái niềm vui trong Phật pháp mà giúp cho những tế bào người ta được sinh trưởng và tốt đẹp. Nên quý vị nhớ là cái niềm vui chúng ta hiện tại đây là niềm vui giải thoát nha quý vị. Nghĩa là cái niềm vui giải thoát thì nó không có nằm trong cái chói buộc. Không nằm trong chói buộc. Còn cái niềm vui mà nó không có giải thoát là nó bị chói buộc. Ví dụ như hôm nay quý vị nhiệt liệt ủng hộ nhà đức khi chia sẻ Phật pháp. Nhưng một ngày nào quý vị không ủng hộ nữa, những đức vẫn bình thản. Giống như cuộc đời mình ngày nào được người ta thương thì mình cứ mừng ngày đó đi. Tại sao chúng ta không vui khi ngày đó mình được thương, mà mình đi lo nặng nề chi cho cái ngày người ta không thương mình? Nên nhớ. Nên hôm nay cái khóa tu của chúng ta như là năm ngoái mà ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, chúng ta có tổ chức cái khóa tu đông. Thì năm nay chúng ta tầm vào thứ tư, thứ năm gì đó. Thì thứ năm quý vị cũng nghỉ được ngày hả quý vị? Nghỉ ngày thì sắp xếp được đến đây tu. Nên
ngày đó mà mình nghỉ được ngày thì nếu mà đi được thì mình lại ở đây mình dự cái khóa tu đi. Không rồi nếu như mà mình bận đi không được thì thôi, thì lại ở đây những đức nấu ăn cho quý vị ăn. Thì bữa nay giống như những đức chúng ta tổ chức trước một chút xíu, mình sống nó có nguồn cội, vì mình nghe đạo mình biết tu mình biết mà. Cái việc tu nhân tích đức hướng thiện mình như là con cháu đi, mình nhớ đến ông bà tổ tiên mình, mỗi năm tới ngày giỗ chúng ta làm việc thiện việc tốt gì, và chúng ta khuyên nhau để sống tốt, để sống lành mạnh, để đem cái tâm thiện lành đó để mình cầu nguyện cho ông bà tổ tiên mình được siêu thoát đến cảnh giới an vui. Không? Mình đều có cái tâm gì đó. Bây giờ nguyên một lọt người ở đây thiệt là đông gì mà đều có mang cái tâm gì. Đối với ông bà tổ tiên mình thì đặc biệt quá. Thì từng chủ nhật nào mình tu mình cũng có hồi hướng, nhưng mà ngày nay mình lại có một cái tâm tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên mình ngay cái ngày như dỗ tổ Hùng Vương. Thì tại vì chủ nhật mình tập trung được có người đông gì đó, nên từ nơi đó mà mình có cái tâm tưởng nhớ. Thật sự cái gì cũng có trước có sau quý vị. Giống như vị đi chùa cũng vậy thôi. Cái khởi đầu của quý vị có khi gặp một ngôi chùa nào, gặp vị thầy nào, dù là đó là vị thầy đó không phải những đức là người khởi đầu, nhưng bây giờ mình có gặp ông thầy hướng dẫn mình tu, mình rất ngưỡng mộ, rất quý, rất mến. Nhưng quý vị cũng nhớ là cái ban đầu mình cũng nhờ ngôi chùa xưa mà mình mới biết chùa nay. Thấy không? Hãy có cái tâm có trước có sau. Thấy không? Bản thân những đức trên thứ quý vị, có khi những đức cũng mà nhớ trên chùa Quán Âm, tại vì bản thân mình cũng ở từ trên đó mà đi xuống đây. Nhưng mà bây giờ dưới cái việc mà công việc của mình thì thôi mình cứ an định một nơi để làm tấm gương cho các thầy các chú trong chùa này đi. Thấy không? Đó chỉ cũng là hình thức thôi. Bây giờ mình nghĩ tới trên đó bản thân mình phải nỗ lực. Tại vì bản thân mình khi đi đến nơi đó, ban đầu là mình đi đến nơi đó là cái nơi khuyên người niệm Phật, nuôi người già. Bây giờ mình lại hình thành ở đây là khuyên người niệm Phật, nuôi người già. Mà nuôi người già lại càng đông. Rồi cái nơi ở đây bây giờ người ta được ở trong chùa luôn, càng đông người. Nhưng đức bây giờ ở đây á, được hòa thượng cho phép giống như nuôi người già, mà đa phần người già đều được ở trong chùa chứ không phải ở bên ngoài, đúng không? Thì đây là một cái nguồn gốc quý vị. Cái nguồn gốc mà bản thân của mình đến cái nơi chùa xưa, mà mình hôm nay mình được đến đây mình làm được điều này. Nên bản thân mình hết lòng cố gắng để các cụ già khắp nơi nơi được về đây có chỗ nương tựa. Khi những đức ở một nơi á, thì quý thầy, quý chú, quý cô, quý cụ ai cũng ở nơi. Nhưng nếu những đức mà đi thì họ cũng nói họ cũng có thầy, tổ, họ cũng có người này người kia, thì họ cũng đi. Tại vì họ đi những đức không cản được. Tại bản thân những đức cũng đi. Vì sao những đức ở trong chùa mà những đức dễ quản chúng biết không? Vì những đức làm được cái chuyện những đức ở một nơi. Đó rất là quan trọng. Và những đức làm được cái việc là những đức không xài điện thoại. Rõ ràng quý vị thấy những đức không xài điện thoại. Nên những đức có thể áp dụng cái việc người trong chùa không xài điện thoại. Đó là những việc những đức làm được, nên những đức quy tắc được cho con người ta. Và những đức không ngồi quán cà phê, nên những đức quy tắc người trong chùa không ngồi quán cà phê. Những đức không uống cà phê, nhưng mà những đức cho người trong chùa uống cà phê. Nghe không? Nên trong cái đạo Phật nó rất là hay, là chỗ mình khi làm được cái đó mình mạnh dạn dữ lắm. Rất là mạnh dạn. Nên những đức luôn luôn duy trì ở một nơi. Nên mong quý Phật tử, chúng ta cái gì cũng có trước có sau. Lâu lâu mình cũng ghé lại cái ngôi chùa mà ngày xưa mình đã từng đến. Mình cũng bỏ một chút bao thư mình cúng dường cho thầy. Con lúc này con niệm Phật. Chủ nhật đồ thì đi đến ngôi chùa đó con tu tập, con thấy hợp, con tu.
Con cảm ơn thầy, ban đầu cũng nhờ thầy. Rồi rảnh thì ở nhà con ngồi tam bảo thầy ơi, con dụng công tu ở tại gia, lâu lâu con sắp xếp được con ghé con thăm thầy, xin gửi cúng dường chút đỉnh, gửi cho thầy chút đỉnh để mà thầy cần mua gì dùng thầy mua thầy dùng. Cái tâm mình vậy đó quý vị. Chứ mình đừng có nghĩ mình lại đây mình thích quá cái gì mình cũng cúng ở đây thôi, không cúng nơi khác. Chia nha mà sốc. Con nào mà không ăn. Nghe quý vị. Đó, nên á, mỗi một người mình phải có cái tâm gì để quân bình. Nên á, chúng ta ngày nay mình tu tập, mình hướng đến ông bà tổ tiên, nguyện cầu cho ông bà tổ tiên nhờ cái công đức niệm Phật mình hồi hướng. Mà ai chưa siêu thoát thì được siêu thoát, còn ai đã siêu thoát rồi thì đi đến cảnh giới càng an vui hơn. Cái việc cái vị nãy niệm Phật có 20 phút thôi đó mà không đơn giản, tại đông quá. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Cái công đức niệm Phật rất là lớn, nên mình hướng đến ông bà tổ tiên. Nên hôm nay chúng ta có cái đề học đó là nhân cách làm người gầy dựng từ trung hiếu. Quý vị nhớ là cái chữ chung rất quan trọng. Tất cả việc mình đều phải có cái chữ chung. Quý vị nếu sống mà mắc chữ chung thì thua. Mắc chữ chung là thua. Thấy không? Bây giờ Nhân Đức hỏi quý vị nè, bây giờ Nhân Đức gặp Tịnh Độ này, Nhân Đức không chung với pháp môn Tịnh Độ sao có ngày hôm nay? Đó. Dễ thay đổi sao có ngày hôm nay quý vị? Nhớ quý vị coi, bây giờ cái lượng Phật tử ở đây chúng ta biết nhau thời gian rất là lâu. Như ví dụ như câu chuyện gì Thư hay là mấy cô đây đồ, Xưng đồ, Thu đồ mấy cô. Nhiều cô lắm mà đọc không lẽ đọc hết tên. Quý vị thấy chúng ta biết với nhau thời gian lâu ghê không? Mà giữa chúng ta biết với nhau nghe quý vị, chưa bao giờ có một sự trở ngại về cái chuyện lu bu phiền phức gì nhau. Thời gian cần cả chục năm chờ, chưa bao giờ cái chuyện thầy trò mà nói cái chuyện mà mít lòng về chuyện này chuyện nọ, rồi buồn đi rồi quay lại, không có. Tại vì không có những chuyện gì hết chứ. Tại vì quý vị đi đến đây những đức nhiệt tình, những đức lo thôi, chứ những đức đâu có bắt ép quý vị cái gì đâu. Hoặc là dính dáng cái chuyện gì với quý vị đâu mà chúng ta lại xảy ra những tác dụng phụ. Chúng ta ti quý mến nhau nhưng không có gần nhau quá. Nhờ như vậy mà cái tình cảm giữa con người đến với con người của chúng ta nó đặc biệt. Rất là đặc biệt. Thấy không? Từ cái chữ chung đó quý vị, mà chơi với nhau lâu dài, nếu mắc cái chữ chung này chúng ta thay đổi hoài. Bây giờ quý vị coi, bây giờ nếu ai mà là người mới đi đến đây, vừa quen hơi vào vào, bản thân Nhân Đức lại thân với họ quá trời thân luôn, rồi nêu tên tuổi họ lên. Vì thấy Nhân Đức giảng pháp ít bao giờ Nhân Đức nêu tên tuổi của bất cứ người nào. Còn những câu hồi nãy là Nhân Đức nêu những người lâu đó quý vị. Chứ Nhân Đức muốn nêu tên tuổi người đó là cúng dường hộ trì tam bảo, Nhân Đức không bao giờ Nhân Đức nêu lên. Vì thấy để ý đi, Nhân Đức giảng có nêu những điều đó lên. Nhờ như vậy mà những người đi đến chùa với chúng ta, cúng dường hay không cúng dường gì thì họ cũng đi đến chùa mình họ tu. Rất là hay chỗ này nè. Còn nhiều người thì người ta nghĩ rằng nêu lên để cho người khác người ta vui, vui để những người kia người ta học theo. Nhưng mà nó lại ngộ thay là giữa mình với họ sẽ thời gian chơi rất là ngắn. Tại vì họ có tiền họ cúng, lỡ mai mốt họ không cúng nữa thì mình sẽ nêu người khác. Mà khi mình nêu người khác rồi lúc đó họ lại buồn, nên họ cách xa mình. Họ lại nói mình cái câu nói là giống như lúc có tiền thì đến, mà hết tiền thì mình không đến với người ta. Còn bây giờ chúng ta đây có tiền, không có tiền chúng ta vẫn đến với nhà. Sao cả? Nghe không? Chỉ cần bị có nụ cười là được rồi. Nghe không? Nên quý vị nhớ là quý vị nghĩ đến những đức là quý vị nghĩ A Di Đà Phật á. Nhớ nghe, nghĩ A Di Đà Phật á là nghĩ tới những đức đó. Vì coi ngày nào những đức cũng quyên niệm Phật hết chứ. Những đức chưa bao giờ sợ phiền phức cái chuyện mà mình trùng lập hoặc là mình nói giống nói dài, không có. Ngày nào Nhân Đức cũng viên niệm Phật á. Nên quý vị nghĩ tới Nhân Đức là quý vị hãy nghĩ đến cái chuyện
quý vị phải niệm A Di Đà Phật. Thấy không? Niệm A Di Đà Phật là cái điều tốt nhất. Nên bản thân mỗi người chúng ta phải có cái chữ chung, sống phải có chữ chung, vợ chồng cũng phải có chữ chung, bạn bè cũng chữ chung, với con người phải chữ chung, chủ tớ chữ chung, lãnh đạo phải có chữ chung, người cấp dưới phải có chữ chung. Mắt chữ chung là tiểu nhân, tức khắc 100% luôn. Người đã đánh mắt chữ chung thì hoàn toàn thất bại quý vị, không ai tin tưởng quý vị cả. Quý vị mà đánh mắt chữ chung rồi thì con người quý vị sẽ thay đổi dễ dàng, quý vị sẽ bị địa vị tiền bạc sẽ quay bị vòng vòng như con dế, từ nơi đó thành tiểu nhân chứ làm sao. Quý vị mà mắt chữ chung, người ta sẽ dùng tiền mua quý vị đó. Con người có chữ chung không ai dùng tiền mua được mình. Đồng tiền có thể sử dụng được nhiều thứ, nhưng không phải đồng tiền là có thể mua được nhân cách một con người đó quý vị à. Nhớ. Nên chúng ta phải có chữ chung. Nên đã là đồng tiền không thể nào mua được nhân cách của con người, thì nếu như một người đã từng làm một cái nghề sai quấy, thí dụ như lúc trước mình đã từng xa chân lỡ bước mình đi làm gái, hôm nay chúng ta bỏ nghề này, vì làm người chúng ta không thể nào làm nghề này được, cũng là một cái nghề, nhưng không thể nào cha mẹ mình cho mình cái tháng này, mình đi làm cái nghề này để cha mẹ mình dù đã chết rồi vẫn cảm thấy sanh ra một đứa con đó. Trong cuộc đời không ai tôn trọng cái nghề đó cả. Nghề có nhiều nghề, nhưng ăn trộm, ăn cắp, móc túi, làm nghề mà bán hoa thì không thể nào mà chúng ta mà được người ta tôn trọng. Con cháu từng đời của chúng ta sẽ hoàn toàn sẽ từ ngay cái nghề đó mà chiêu cảm những đứa con cháu không được lành mạnh và tốt đẹp. Hiểu không? Nên câu người xưa ta nói á, mua heo chọn nái mà cưới gái chọn dòng là gì thế. Cái dòng họ nó rất quan trọng. Nghèo chưa đáng sợ, đáng sợ nhất là cái dòng họ không có đạo đức. Cái dòng họ không có đạo đức là đáng sợ lắm. Phải nhớ. Năm xưa mà ông ngoại của Khổng Tử là nhìn được cha Khổng Tử là ba đời tích thiện, tích đức. Cha Khổng Tử rất là lớn tuổi, mẹ Khổng Tử rất là trẻ, nhưng đem một người con gái trẻ gả cho một ông già lớn tuổi, vì nhìn dòng họ của Khổng Tử ba đời tích đức, biết dòng họ này sẽ có thánh nhân ra đời. Nên nghèo chưa đáng sợ đâu, đáng sợ nhất là chúng ta không có đức. Thêm cái nữa là dòng họ chúng ta không có nhân cách đạo đức. Không phải nghèo mà bị người khinh thường đâu quý vị, mà là cái nhân cách chúng ta bị người khinh thường. Con người thì ai cũng có cái sai, sai ai mà không có. Nhưng có những cái làm đúng được thì nên làm. Không lẽ chúng ta hoàn toàn không có cái gì đúng hết chứ. Vậy thì làm sao chúng ta làm người đặc biệt được. Nên làm người mà mắt chữ chung là mắt tất cả. Vì mắt chữ chung là cho thành hàng mọn rồi, bây giờ cái gì vì không làm được. Đã không chung, không đàng hoàng thì quý vị làm sao làm được điều đúng. Có người mà không chung thì không bao giờ quý vị mà đứng vai trò nào tồn tại. Ai cũng mất lòng tin với quý vị. Không ai trọng dụng một con người mà mắt chữ chung. Có người mà có chữ hiếu, quý vị coi hiếu thì tất cả đều hiếu. Đối với người nam mà hiếu, đối với người nữ hiếu, hiếu là tất cả đều hiếu, chung thì tất cả đều chung. Nên gây dựng làm người để làm Phật là từ chung hiếu. Chung hiếu rất là quan trọng quý vị à. Xin thưa quý vị, bản thân những đức ngoài đời ngày xưa không có cảm nhận được cái chỗ này, nhưng khi đi vô chùa những đức cũng học từ từ gây dựng. Nên những đức đi xuống đây cũng được hòa thượng trọng dụng, đệ tử hòa thượng nhiều mà. Bản thân những đức khi ở với hòa thượng đó là một bài học. Bài học gì? Khi những đức ở đây càng ngày những đức đâu có suy nghĩ cái chuyện sự nghiệp của hòa thượng tạo ra đâu, mà những đức chỉ biết bảo vệ và bồi dưỡng cái sự nghiệp hòa thượng đã tạo ra. Giống như bây giờ vua Hùng thì ngài có công dựng nước,
Nhưng Bác Hồ có công giữ nước. Ngài giữ nước, Ngài cũng đâu phải là Ngài có cái nghĩ rằng đất nước này là của tôi. Bây giờ Bác Hồ Ngài đã mất rồi, thì bây giờ người ta vẫn là gọi Bác Hồ là muôn năm. Hồ Chí Minh muôn năm. Nếu như năm xưa mà Bác mà nghĩ rằng đất nước này của Ngài, Ngài chấp nhất, vậy thì người ta không gọi Hồ Chí Minh muôn năm. Nhưng Ngài vì cái đất nước này mà Ngài làm lên cho nó tốt, để cho con người được hưởng cái sự tự do, thái bình, mọi người được cơm ăn áo bặm, cuộc sống tốt đẹp. Từ một cái nghĩ của Bác như vậy mà người ta mới gọi là Hồ Chí Minh muôn năm. Hiểu không? Đó. Nên từ nơi đó mà nếu chúng ta đi đến một cái nơi nào người ta dựng là một cơ ngơ mà chúng ta chỉ có nhìn cơ ngơ người ta thôi, thì bản thân chúng ta sẽ không bao giờ được cái cơ ngơ đó. Chúng ta đừng có nhìn cơ ngơ đó, mà chúng ta nên bồi dưỡng cái cơ ngơ đó cho người ta. Bồi dưỡng cơ ngơ đó cho người ta được không? Nhiều đứa tin chắc 100% ai cắt một căn nhà cũng cực, thì xây một ngôi chùa cũng cực. Nhưng mà mình đi đến cái ngôi chùa đó, mình ở ngôi chùa người ta càng ngày càng đẹp thêm. Như ngôi chùa của Hòa Thượng ở đây bây giờ càng ngày càng đẹp. Hòa Thượng ai chảnh nghe thường thường nói rằng hộ pháp từ bông giấy đẹp, mọi mặt đẹp, tôi về là tôi vô cùng vừa bụng. Mỗi lần về là cảm thấy cái ngôi chùa tôi thiết là tôi vừa bụng. Hòa Thượng ngài nói như vậy đó. Nên những đức chưa bao giờ nghĩ chùa hộ pháp là của những đức. Những đức chỉ nghĩ rằng những đức là người có cơ hội để được bồi dưỡng cái ngôi hộ pháp càng ngày càng đẹp, càng tốt. Vậy thôi. Rồi những đức đến Đại Tùng Lâm cũng y rang như vậy luôn, cũng tiếp tục xung quanh đèn đuốc rồi những đức bố trí sắp xếp cho mấy anh em làm cho đẹp Đại Tùng Lâm lên. Đại Tùng Lâm Hòa Thượng xây dựng hình thành bản thân mình là người nhìn vào một những khía cạnh nào cần thiết để bổ sung thêm chút, không phải là nghĩ cái của mình mà nghĩ cho mọi người. Khi dịp Tết, dịp lễ người ta về, đi đến đâu cũng thấy có ánh sáng. Gọn ghẽ, đàng hoàng, sạch sẽ. Trong lòng Hòa Thượng đi một vòng ngày vui. Qua bên đạo tràng ba, mỗi vị trí đâu vào đó gọn gàng. Có nghĩa là mỗi vị trí Hòa Thượng sắp xếp cho mình, bản thân mình đều cực lực hết mình. Nếu như quý vị sống có cái chữ trung hiếu, trung nghĩa, thì những đức xin nói với quý vị, quý vị đi đến đâu cũng được người ta trọng dụng và thương yêu, chắc chắn luôn. Những điều này nó không phải từ cái việc mà văn tự vài câu mà hình thành đâu, mà từ cái hành động, cái nhân cách của chúng ta chân thật mà làm nó hình thành. Có những khi quý vị đọc bao nhiêu quyển sách cũng chưa chắc bị làm được. Nên có những người, người ta gặp những đức, người ta nói con muốn nuôi người già, con phải làm sao? Những đức nói Phật Pháp nói rằng là phát tâm từ bi vì người, chứ thật sự Phật Pháp dạy vì mình đó. Nó rõ ra là dạy vì mình. Có rất nhiều người chúng ta từ bi hoàn toàn chúng ta không hiểu biết cái chữ từ bi như thế nào. Những đức hỏi quý vị, chính chúng ta mà còn chưa biết từ bi với mình như thế nào thì làm sao cảm nhận được cái từ bi với người khác? Hiểu không? Ngồi suy nghĩ đi. Bản thân mình nè, mình còn chưa được sự an lạc trong Phật Pháp, chưa được sự tự tại trong Phật Pháp. Bản thân những đức cảm giác được những đức học Phật, những đức càng học càng vui, càng học càng nhiều cái nhìn thấu buông xuống. Những đức đã cảm nhận được niềm vui trong Phật Pháp thì thật sự những đức mới nói cho quý vị nghe được cái điều những đức muốn giúp quý vị. Thật sự mới nói được. Còn mình chưa có cái cảm nhận này đối với quý vị mà quý vị lãnh nhận được. Tại sao có nhiều người giảng bị nghe hiểu không được? Vì tại sao? Vì người ta không có làm. Người ta nói những cái hoàn toàn lý giải suông, nên quý vị nghe quý vị đâu có hiểu và đâu có làm được đâu. Đây là cái rất quan trọng trong Phật Pháp dạy. Nó rõ ra Phật Pháp là vì mình đó quý vị. Quý vị nhớ cái câu trong kinh Phật dạy, trước chưa độ mình làm sao độ người. Độ mình là độ cái gì? Độ cái phiền não của mình, độ cái sự nặng nề chấp nhất của mình, độ cái tâm ác của mình, độ cái tâm đố kỵ của mình.
độ những cái loại này của mình đi, rồi chúng ta mới thật sự có cảm nhận để mà hướng dẫn cho người khác. Không, chùa mình nghĩ rằng là Phật tử là số 1 nha quý vị. Không, mà quý vị chắc cũng chưa từng thấy ông thầy nào mà giảng pháp mà cái sự mà nhiệt liệt mà ủng hộ đến mức này đâu hả quý vị. Quý vị ơi, bây giờ quý vị nhìn lại là cái tâm những đức đã dành cho quý vị như thế nào thì quý vị trả lại cho vậy đó, đúng không? Hả? À, rõ ràng mà. Thì bây giờ quý vị thấy rằng là những đức đi xuống tới nhà bếp mà tính từng buổi ăn cho quý vị, nấu thật sự chứ không phải là xuống cái sớ gớ, đúng không? Bây giờ nghĩ cho người ta nhiều quá, rõ ràng người ta trả lại cho mình là sự thật là vậy luôn á. Vậy thì bây giờ chúng ta nên gieo nhân đi quý vị. Nên đi đến đây là rõ ràng tích tụ nguồn năng lượng. Quá tích năng lượng luôn. Thấy không? Không, mà bây giờ có những người mà nghe những tiết giảng trực tiếp cũng đừng nên bực mình nha quý vị. Ok, họ cũng bực mình đó quý vị, tại vì họ thấy những đứa đang giảng, họ muốn nghe những đứa giảng chứ không phải họ muốn nhìn quý vị mà đưa tay về đâu. À, còn những đứa lại thích quý vị đưa tay gì? Ngộ ghê. Mong rằng là mỗi người chúng ta nên có sự quan hỷ quý vị, đúng không? Quý vị coi cái thời tiết bây giờ là do nóng quá, là do ít ai cười. Bây giờ khi mà cười nhiều thì tự nhiên nó hết nóng. Bây giờ quý vị coi, bây giờ ở đây đa phần gương mặt ai cũng cười cười. Kệ mình cứ cười đại theo thôi quý vị, đâu có gì đâu. Thấy không? Ví dụ như có khi người ta đá banh mình đi ủng hộ. Thật sự mình có đá đâu, mình cũng đi chạy thôi, mình ủng hộ đại vậy đó. Không, nói thiệt cho quý vị biết nghe. Những đứa ngày xưa ngoài đời là không có thích coi đá banh, chỉ thích đi cổ vũ thôi. Là vì sao? Thấy người ta đi cổ vũ đi theo vui quá. Những đức tin chắc 100% nhiều con người trong đây, người ta cũng thấy chùa mình vui mà từ từ người ta đến đây. À, chứ không phải ai cũng là chuyên niệm Phật, siêng niệm Phật nhiều đâu quý vị. Nhưng mà từ ngay cái niềm vui này, người ta đi đến đây người ta thích vui, vậy mà từ từ người ta chuyên niệm Phật luôn. Thấy không? Đó. Nên giống hệt như những đứa ngày xưa có thích coi đá banh đâu, mà thấy người ta đi cổ vũ như đứa cũng lấy nồi lấy thao coi đập. À, cái này là 100% luôn á. Riêng là những đứa coi đá banh chừng 10 phút là những đứa ngủ, buồn ngủ, không có thích coi đá banh. À, nên ngộ mà những đứa thích cổ vũ thôi. Nè, giống như tinh thần ấy vậy. Nên những đức nói rằng là ngôi chùa mình đúng là cái điểm tinh thần cao độ. Mà quý vị nhớ nghe, tất cả những cái hình ảnh cổ vũ này là do tự Phật tử làm chứ không phải những đức làm đưa người ta đó nghe. Này nói rõ ràng á. Thì công nhận quý vị.
chỉ có mấy cây quạt là nhân thức tặng thôi, chứ mà cái hình mà cái gì thầy tuyệt vời 10 điểm đâu là nhân thức à. Đây là nhân thức không biết nha, ai làm cô thủy cái gì cô làm đó, thấy không, mà cô tặng cho quý vị. Chứ tôi nhiều người nói tờ cái ông này thiệt tình ông nổ gì đâu mà nổ thế ghê, giảng pháp mà làm cái này đưa cho người ta để cổ vũ, không có nghe. Này là tự ai làm á, hiểu không? Mình thôi mình tùy hỷ, hỷ đâu có gì đâu. Nên những đứa nói rằng á, ngày nay mình được thương thì mình cứ vui khi mình được thương đi, lỡ ngày mai người ta ghét mình thì mình cứ chấp nhận điều người ta ghét mình. Cho quý vị biết kìa, bữa nay họ cầm cái này họ quơ li quơ lịa đó, nhưng mà một ngày nào họ mà ghét đi, họ xé, họ đạp, họ giẫm, họ đem vô cái nồi, cái lọ họ đốt á. Cho quý vị biết nghe, khi con người ta thương thì ta thương dữ lắm. Khi người ta ghét, người ta chỉ cần thấy cái phớt nghe, cái hình giống người đó thôi, họ cũng ghét. Trước nhất là chúng ta cứ tính gì đi, còn nếu thương hoài thì cả đời mình quá hạnh phúc rồi. Không phải giỡn đâu quý vị ơi. Đó. Nên quý vị nhớ là chúng ta nên cảm ơn cái người đã giúp mình trong những khoảng thời gian của cuộc đời. Chúng ta đừng nên ghét họ khi họ lỡ lầm đường lạc lối. Nhớ nghe. Nó nên là vợ chồng sống với nhau cũng vậy. Có những lúc vợ chồng có những giây phút rất là thương yêu nhau, có những lúc rất là tình cảm, có những lúc cũng rất là mặn nồng, có những lúc mà họ cũng chia cho mình những cái món đồ ăn mà chính họ cầm tay họ đút vào miệng mình. Nhưng mà tại sao khi ra tòa ly dị lại hận thù nhau? Con người chúng ta tại sao không mà giữ lại một chút dư âm của cuộc đời, lấy cái dư âm đó để trang trải đi những cái hận thù mà ta đã giữ lại trong tâm. Đúng quý vị. Nên là có những lúc họ làm chồng làm vợ mình, họ đã hết lòng vì mình mà. Như vậy thì có khi đã hết duyên nợ với nhau thì đừng nên hận nhau. Nhưng mà con người phàm phu chúng ta đều không chịu được điều đó. Tại vì còn thương thì còn hận. Còn thương mà được ở với nhau thì nó mới cảm giác đem tình thương để trang trải. Nhưng đã còn thương mà người này đến với người khác, người kia đến với người khác, thì họ sẽ thành hận. Vì trong lòng con người đa phần ai cũng ích kỷ vậy ơi. Con người sanh đến cuộc đời này là ích kỷ, không có ai chịu chia cái tình cảm mình cho người khác. Dù là vợ của mình đã xa mình, nhưng mình rất là mong người vợ này nó đừng có chồng nữa. Đó là cái ích kỷ của kẻ phàm phu chúng ta. Tuy làm chồng mình đã chia tay với mình, nhưng mình muốn chồng mình sống như vậy để nuôi con. Mình sẽ cảm thấy ngưỡng mộ người đàn ông đó lắm, ngưỡng mộ người vợ đó. Nhưng họ bước thêm bước nữa, mình gặp họ có khi mình ghét, kỳ cục như vậy. Mà khi quý vị còn ghét là quý vị còn yêu. Hiểu chưa? Đó. Nên đó, nên quý vị ơi, con người chúng ta thương và hận nó lẫn lộn lắm. Nó lẫn lộn và chúng ta bị cuồng chí trong thương hận. Có khi chúng ta có những giây phút về chùa này á, quý vị cũng có những lúc bị ngồi lại một cái gốc nào đó, quý vị ngồi với ngẫm nghĩ cuộc đời quý vị một chút. Phật pháp á là nó rất hay á, là nó có những giây phút lắng động tâm. Khi mình lắng động tâm mình mới nhìn thấu được cuộc đời. Khi có những lúc lắng động tâm quý vị sẽ thấy dịu tâm và nhẹ nhàng lắm. Nên nếu không khéo á, mình sẽ sống trong những cái cuồng chí, gọi là mù quáng, thương hận, thương hận, hận thương, cái lẫn lộn nằm trong đó. Mình không biết vị trí nào là đang thương và vị trí nào là đang hận. Nên mình phải phân tách kỹ ra để bản thân mình còn thương người đó không, và mình hận người đó là vì lý do gì. Nên cái giúp người cũng vậy, không phải lúc nào cũng tha thứ cho người là giúp người đâu quý vị. Có những lúc tha thứ và tán thán còn hại người hơn. Con người trong thời cuộc này, quý vị, có những lúc quý vị phải hùm hổ với họ một chút. Tại vì cái tâm họ trong thời cuộc này họ vậy đó,
Nên độ sanh trong thời cuộc này không phải ông thầy mà hoàn toàn dịu tâm mà độ sanh được đâu. Hãy nhớ kỹ nghe. Nhưng Đức nói cho quý vị nghe, có những người quý vị nhìn người ta rất dịu tâm mà tâm người ta còn ác hơn cái người bình thường. Quý vị coi á, coi chuyện xưa thì quý vị sẽ nhìn ra hết trơn. Giống như là Tư Mã Ý mà ông ở bên cạnh Tào Tháo, ông chịu ba đời. Ông chịu phò ba đời để chờ cơ hội. Có nghĩa là trong cái lúc Tào Tháo đang đương thờ, ông quỳ xuống, ông đưa cái lưng cho Tào Tháo, bước lên lưng ông lên xe. Mà ông chờ ba đời để xóa ngôi. Ác không? Kinh chưa? Nên có những con người quý vị đừng có nhìn người ta qua cái hình tướng bên ngoài. Họ rất vui, rất hiền, cái gì cũng tha thứ. Chưa chắc. Hãy chắc nhất là từ tâm quý vị mà nhìn ra. Nhớ không? Nên những Đức thà chấp nhận sống với những con người có cái gì họ thẳng. Tại vì họ sẽ đổ ra hết cho mình thấy được họ. Đáng sợ nhất là con người khi họ rất tức mình, rất ghét mình mà họ phải cười với mình. Đây là đáng sợ nhất. Nghe không? Họ có những ý nghĩ gì mình cũng không ngờ được. Đó, nên quý vị à, độ sanh trong thời cuộc này có những loại người quý vị phải giống như phải la họ, phải mắng họ. Tại vì chính nhiều người đã gặp Như Đức nói rằng ngày xưa con rất ghét thầy, nhưng bây giờ con nghe thầy giảng rồi con không nghe ai giảng được hết luôn. Ghét mình nào là nói thẳng, nói chuyện sắp hước, gương mặt nhìn dữ dàng. Đó. Nhưng mà khi họ càng nghe họ mới thấy cái đạo lý nằm bên trong, trong cái cuộc đời sống của họ. Từ nơi đó quý vị à, có những con người quý vị không thể nào mà quý vị nói, họ chửi mình, họ la mình, họ gầy mình mà mình nói rằng tội nghiệp họ. Quý vị càng dùng câu tội nghiệp họ thì giống như quý vị càng làm cho họ tức tối thêm. Có những con người lạ lắm, khi mình chửi họ phái lắm. Trong cái thời cuộc này nó lạ vậy đó quý vị. Có những con người mà mình họ chửi mình chửi lại họ phái lắm quý vị. Rồi cuối cùng ai là người giữ được cái tâm thì lúc đó mới thu phục được người khác. Chứ không phải giỡn đâu. Còn nếu như bây giờ họ chửi mắng quý vị lúc nào cũng tội nghiệp họ và khen họ và nói rằng nhờ họ trong cái thời cuộc này khó độ mặt trái. Tại vì sao? Nhiều người sẽ làm theo họ. Tưởng đâu việc làm họ là đúng mà. Nên nhiều người làm theo. Nên có những người nói như Đức lại lên giảng, như Đức phân tách kỹ cho họ nghe. Để chặn đứng những con người tiếp nối theo con đường của họ. Đó. Nó đều là đa dạng cách, chỉ cần mình có tâm đừng ác ý thôi. Chỉ cần quý vị làm sao cái tâm quý vị đừng hận người ta. Đừng có tâm hại người ta. Và đừng bao giờ có cái tâm rằng làm bản thân mình diệt vong người ta, làm cho người ta thăng bại danh liệt. Đừng có tâm đó. Mình có tâm đó thì mình xem lại tâm đó quá ác. Ác như gà lát. Hiểu chưa? Thấy không? Đó. Nên á, mình á, cái quan trọng là nó nói tu tâm. Tu tâm thì dưỡng tính. Có nghĩa là tu tâm là cái tâm mình không ác, thì dưỡng cái tính mình nó sẽ hiền. Đó nên á, ngày nay chúng ta nhớ kỹ là cái ngày mà tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên. Nên cái tâm trung hiếu con người nghe đạo phải càng phát lên. Và cái tâm mà nhớ ơn cái xã hội đất nước. Tại vì chúng ta ngồi yên gì, thì bây giờ chúng ta nhờ bao nhiêu con người giữ cái đất nước này chứ. Nếu như mà bây giờ quý vị coi mỗi ngày chúng ta ngồi đây mà ở ngoài kia giặt giả, làm sao mình ngồi đây? Nên bao nhiêu con người hy sinh. Tại sao mà những Đức mỗi lần coi những câu chuyện lịch sử, những cái trận chiến ngày xưa, quay dữ liệu lại, mỗi lần những Đức coi là mình không biết, chắc mình không có nằm vào cái người ngày xưa đó, không biết. Nhưng mỗi lần những Đức coi chuyện xưa là bản thân những Đức là ít bao giờ khóc. Nhưng mỗi lần coi là con người mình nó giống như nó cảm động như thế nào, rằng người lên như thế. Cái này là 100% biết làm sao á. Nhất là mỗi lần coi chuyện Bác Hồ hay là coi chuyện của những vị lãnh tụ là những Đức rất là có cảm giác rất là sâu sắc nha quý vị. Nên từ nơi đó mà mình nghĩ rằng ngày xưa nó rất khổ. Người ta giống như
ăn xương nằm gió, quý vị. Ăn gió nằm xương vậy đó. Thấy không? Thì quý vị biết rằng ta cực khổ lắm người ta mới giữ được cái bình yên này cho mình. Không phải đơn giản. Cái tâm quyết đó kinh khủng lắm. Nó nên tại sao hồi đó dưới quê những Đức gặp có những người mà người ta khi mà đi đánh chặn người ta bị tặc quý vị. Xong người ta đi xin ăn đồ đó. Mà có những người ta lỡ nhà xin cái nói người ta này kia, tức ta chữ lắm quý vị. Nó là nhờ tôi mà quý vị mới được gì, tại sao đối xử với tôi như vậy. Nên sau này có những cái chính sách mà gọi là mình lo cho những người thương binh. Thật sự mà nói mình phải nghĩ đến những người đó. Mình phải nghĩ đến những người đó. Hiểu không? Nên mỗi lần tới 30 tháng 4, 1 tháng 5, chiến này lại được nghỉ nhiều gì. Trong thời gian 5 ngày đó chúng ta phải tổ chức 2 ngày. Quý vị về đây thì ở tu, nhưng mà nhà Đức sẽ tổ chức 2 ngày phá tu cho quý vị. Thấy không? Chúng ta sẽ tổ chức 2 ngày đó là gì? 30 tháng 4 và 1 tháng 5. 2 ngày. Nó một bữa 30 tháng 4 thì chúng ta tổ chức bên Đạo Tràng 3. 1 tháng 5 thì chúng ta tổ chức bên Hộ Pháp. 2 ngày chúng ta tổ chức khóa tu để mà tưởng nhớ đến tất cả anh hùng liệt sĩ, những người đã nằm xuống giữ được cái sự bình yên cho chúng ta được ngồi ngày hôm nay. Nên những Đức nói quý vị, mình là người Phật tử, quý vị, mình là người Phật tử, cái chính sách của nhà nước đưa ra chúng ta không dám cự lại. Tại vì sao? Dù cỡ nào đi chăng nữa thì người ta vẫn mong muốn cho cái đất nước người ta càng phát triển. Thật sự luôn đó. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, mỗi một địa phương từ thôn rồi xã rồi huyện rồi tỉnh, ông cấp trên nào ông cũng muốn cho cái xã của ông nó phải càng phát triển. Đó là đẩy mạnh sự phát triển. Nên á, mỗi ông đều có sự đẩy mạnh phát triển, nỗ lực lên để làm sao đường xá nơi đó càng ngày càng tốt. Thật sự người ta cũng là cái đó là cái tiếng của người ta, nhưng người ta đó là còn ý nghĩa của cuộc đời người ta lúc còn cương vị. Người ta phải làm sao để nơi đó từ một cái xã nó thành một cái huyện, rồi từ cái huyện nó thành một cái tỉnh, từ một cái tỉnh nó lên thành phố. Sự phát triển lên, phát triển lên. Thấy không? Giống như giờ ở Phú Mỹ này, bị coi đi ngoài đường, các vị coi, bây giờ nếu như một người làm sao làm được đường phố sạch sẽ như vậy thì cũng là nhân dân đóng góp vào. Mà nhưng cái quan trọng là có người đứng ra và làm. Đúng không? Nội mà như Đức chạy xe ngoài đường thôi, nhưng Đức thấy đi đến một cái đèn đỏ thôi, nội mà bốn chiều nó chạy, nếu người ta không tính ra cho mình chạy không lẽ nó đụng đầu nhau. Con người mình ai cầm tài được ai? Chỉ có cái quy tắc của nhà nước đưa ra thì chúng ta chạy nó mới theo lề lối. Chứ bây giờ mình, bây giờ đèn đỏ chỉ cần mà cúp điện thôi, vì coi con người nó tha hồ mà chạy chưa. Nó không ai nhịn ai cả. Nên người ta lấy mục tiêu đó để người ta làm. Thêm cái nữa bây giờ ai nhậu nhẹt thì người ta đo độ cồn. Quý vị coi bây giờ nó giảm tối đa về cái chuyện tai nạn giao thông. Có những người nhậu xỉn say chạy xe ra đường, họ đụng cái người ta không nhậu á. Hôm qua những Đức đi ngoài đường thấy rõ ràng, có cái ông đó uống rượu mà ông té đạch ngay đoạn đường, thấy không? Nếu mà bây giờ mà không dùng cái cách mà đo độ cồn này thì con người sẽ tùy tiện đi nhậu nhẹt và chạy xe lạng lách ngoài đường để đụng người ta, tai nạn nhiều sao đó. Bây giờ nếu mà gì thì tất cả những các cấp chính quyền ai cũng ăn nhậu cũng tính suy nghĩ. Chứ bây giờ nếu không mình cũng bị đo độ cồn sao quý vị? Mình đưa ra quy tắc mà bản thân mình cũng sợ luôn nữa. Nhờ vậy mà hình thành cái xã hội nó đỡ đi chuyện ăn nhậu. Đúng không? Nên cái việc này phụ nữ thích lắm. Đa phần phụ nữ đều thích chồng mình ít nhậu. Tại nhậu nó hôi lắm quý vị ơi. Nhậu nó rất là hôi quý vị. Mà nhậu vô rồi nó càng quét ghê lắm. Nên mấy bà con mệt mỏi lắm chứ không có chuyện giỡn đâu. Nên bởi vì nhà nước đưa ra những điều này là phụ nữ là đưa hai tay hai chân luôn.
đo độ cồn là hay, thấy không? Đó, nên từ nên tại bản thân Như Đức là dân nhậu mà. Mà sau này Như Đức nghỉ nhậu, Như Đức biết cái không nhậu nó được lợi ích rất là lớn. Còn mình là người phụ nữ đừng có tập nhậu. Tại vì mình là người phụ nữ á, mà mình nhậu nhẹt mình rất dễ phạm những điều sai lầm. Thấy không? Mình nhậu vô mình khó giữ được mình lắm. Con người mình nó không có kiềm chế được cái tâm. Nó nên từ nơi đó mình là người phụ nữ nè, quýnh bài. Người phụ nữ mà rất dễ lấy đàn ông lấy giai là quýnh bài, bài bạc, cờ bạc. Tại vì sao? Vì khi thua rồi đàn ông nó nhìn mình. Cô phụ nữ này coi được, nó sẽ đưa tiền cho mượn. Mà khi mượn tiền rồi thì kẹt. Dính liền, không nói giọng do chứ. Hiểu chưa? Đó. Nên á, mình là người phụ nữ làm ăn cái gì nhớ kỹ, đừng có tùy tiện mượn tiền đàn ông. Vì khi mượn tiền là bạn phải trả lại cái gì đó. Nó không lờ đồng tiền thì nó lờ cái khác, hiểu không? Mà cái ăn tình đó không đơn giản. Nên ta nói cái câu người xưa nói á, dùng tiền thử phụ nữ, dùng phụ nữ thử đàn ông. Đó. Nên à, nên quý vị biết rằng là chúng ta phải cẩn thận. Đồng tiền nó không phải vạn năng, mình đừng nên bán rẻ lương chi của mình. Thí dụ như trong gia đình mình có chị, có em gì, lúc đưa, cuộc đời của họ cũng từng làm những cái nghề không tốt đẹp, không lành mạnh. Nhưng tới đời mình tuyệt đối đã nghe đạo rồi là phải hoàn toàn chỉnh sửa, chứ không đi theo con đường đó. À, mình đi được hay không là do mình nè. Cái quan trọng là mình quyết định nè. Nên cái chữ chung nghĩa nó đặc biệt lắm. Nó hiếu cảm đến trời thì muôn hòa gió thuận mà. Hiếu cảm đến đất thì muôn vật sinh sôi. Mình làm con cha mẹ mà đạo đức khuyết thì cha mẹ buồn. Thí dụ như bây giờ mình làm con cha mẹ mà mình là người phụ nữ mà mình đi bây giờ thì mình có chồng, mình bỏ chồng đi lấy người này lấy người kia. Nó đâu có đúng. Đâu có đúng một nhân cách người phụ nữ quý vị. Tam tùng tứ đức nó dành cho người phụ nữ rất là nhiều quý vị. Đức hạnh người phụ nữ. Mà người phụ nữ họ hình thành được cái đức hạnh đó, họ sẽ gầy dựng được cho những đời sau. Nên Ấn Tổ này nó dạy người phụ nữ là việc rất quan trọng. Nên cái gì không qua cái đức đâu. Cái đức rất là quan trọng. Đời mình nghèo, đời sau còn có tương lai hơn. Tại sao mình không nghĩ tương lai của đời sau? Mà bây giờ mình bất chấp tội lỗi để mà mình làm điều không phải, mất đức. Đó, nên cái mà mình là một người nữ đã dự định mình sẽ có chồng thì bản thân của mình phải dự định làm vợ. Thấy không? Làm vợ và dự định mình làm mẹ thì trước nhất phải rèn cái đạo đức của mình. Và khi đã lấy chồng là suy nghĩ cho kỹ. Đã lấy rồi thì phải lấy cho tớ luôn. Hiểu không? Chứ không có lấy gì nữa chừng. Từ khi người ta bỏ mình chứ mình không bỏ người ta. Từ khi người ta bỏ mình tuyệt đối không bỏ người ta. Mình đã lấy rồi là mình chung thủy à. Chung thủy cả đời mình luôn. Mình không bỏ người ta. Nếu quý vị mà có tâm như vậy thì họ sẽ không bao giờ bỏ mình. Mình là người phụ nữ thường bị chồng bỏ là cái bệnh của mình là leo trèo cao quá. Được voi đòi tiên. Được người ta thương là lên mặt. Ta thương mình là mình lên mặt. Bản thân mình khi được người ta thương quá thì bản thân mình phải gịch lại. Gịch lại cái tình thương đó, đừng để mình leo lên cái tình thương đó cao quá. Vì khi leo hoài ai chịu nổi mình? Leo hoài ai chịu nổi mình? Hiểu không? Chồng mình mua cho mình một món đồ, bản thân chúng ta không muốn đòi món đồ khác. Vì nếu như chúng ta đòi món đồ khác thì chúng ta leo. Thì bây giờ cứ đòi hoài, chồng phải cực lực, cuối cùng chồng cảm thấy lo cho người vợ này không nổi. Chúng ta phải nghĩ về cái áp lực của người ta khi kiếm tiền. Nên bản thân mình khi đi mua đồ mình cũng không dám mua đồ mắc tiền. Vì tiền này cũng là của vợ chồng. Mua đồ đơn giản xài. Mình từ cái tâm đó nên chồng của mình thấy một người vợ đặc biệt, sẽ tôn trọng và thương yêu mình càng nhiều thêm. Đúng quý vị? Đó. Thí dụ như mình làm vợ người ta, mình muốn lo cho mẹ mình, cha mình, thì trước nhất mình lo cho cha mẹ chồng. Mình lo cho cha mẹ họ là nhất định họ sẽ lo cho cha mẹ mình.
đó là đi con đường rất là khôn. Còn nếu như bây giờ mình làm vợ người ta, mình giữ tiền mà mình giếm tiền để cho cha mẹ mình là sai. Cái hành động đó là sai. Mà đã là hành động sai thì nó tổn đức. Mà đã là tổn đức thì có ngày sức mẻ tình cảm vợ chồng. Hiểu không? Đó. Muốn cho cha mẹ mình cũng được lo thì bản thân mình trước nhất phải lo cho cha mẹ anh ta. Mình cứ lo cho cha mẹ anh ta đi, người ta sẽ nghĩ đến cha mẹ mình liền. 100% với quý vị luôn. Chắc chắn quý vị luôn. Thấy không? Đó. Nên chúng ta nghèo chết bỏ, tuyệt đối chúng ta không làm những nghề trộm cắp móc túi, hoặc là làm một người nữ đi cặp người này cặp người kia kiếm tiền. Nghề này tuyệt đối không làm. Không bao giờ làm nghề này. Bài bạc, cá độ đá banh, đá gà. Mình là người Phật tử không làm những việc này, không chơi những nghề này. Hoặc là mình chơi những trò chơi chứng khoán đồ này kia, không chơi. Nó cũng nằm vào cờ bạc chứ gì. Đó, nên những đứa có cái ông bạn, ông đi tu. Tính ra cái thời gian ông đi tu mười mấy năm cùng thời, vô cùng ngại những đức luôn. Nhưng ông quyết tâm chỉ làm cư sĩ. Những đứa đã từng khuyên ông, không phải là quyết tâm cái này. Đã ở trong chùa thì cạo đầu hay còn tóc gì tùy duyên thôi. Ông lại sao để phát tâm làm cư sĩ? Ông phát tâm là có cái chủ. Pháp không chủ, ông chủ làm gì? Tùy duyên pháp chứ. Từ nơi đó ông phát tâm làm cư sĩ. Ông ở làm cư sĩ. Bao nhiêu người vô chùa tu, đến sau ông mà ta đều là tùy kheo hết. Ông vẫn là cư sĩ. Ông với một thêm một ông nữa làm cư sĩ, quyết tâm làm cư sĩ. Nhưng mà sự hiểu biết của hai ông, thì quý vị nhìn những đức hiểu biết đi. Thì ông hai ông vô chung một ngày, những đức thì hiểu biết cỡ nào. Mà hai ông đọc sách còn nhiều hơn những đức, hiểu biết rất nhiều. Lời Hòa Thượng Tịnh Không giảng, câu nào hay ông viết là ông dán lên tường, đậy tường hết. Cái tâm quyết tu của ông là khổ hạnh. Nấu ăn trong nhà bếp, ông chỉ cần nấu một buổi sáng là ăn một ngày. Tại vì ông là cái tâm buông xả. Những đức từng nói với ông rằng cái xả ông không đúc. Vì ông xả là xả chứ ông phải nghĩ cho người ta ăn chứ. Ông xả mà ông nấu một ngày, ông dồn đại vô đó rồi, tới giờ cái múc đại cho người ta ăn, ông có nghĩ cho người ta không? Xả đó không đúc. Thêm một cái nữa là 3-4 ngày ông không tắm luôn. Nấu ăn 3-4 ngày không tắm luôn. Khi ngồi gần ông là tóc tai ông dầu nó đính đầy, áo ông là dầu mỡ nó dính đầy, ông không có tắm gì cả. Mà đây là nói biết có ông ngồi ở đây không. Những đức mỗi lần giảng ông ưa đi đến đây nè tu. Ông ngồi ông nghe. Thì những đức không nói tên tuổi ai. Thì vị biết rằng là ngồi chung với ông những đức chịu không nổi. Nhưng mà những đức phải gán cố gắng mà ngồi. Tại vì mình với ông là cùng vô một ngày quý vị. Nó thì quý vị biết rằng những đức nói cách này không đúng rồi. Nhưng mà vì ông cùng thờ không thể nào nghe được. Nên mình học đạo phải có cái tâm lắng nghe và nhìn nhận. Người ta học đạo sao mà người ta càng phong phú. Người ta uyển chuyển trong cái cuộc đời, người ta mới là người học đạo. Đúng quý vị. Đó. Đó. Thì quý vị biết rằng là sau này ông đi về. Ông về nhà. Ông tự ở trong chùa trên kia ra, ông ra ngoài, ông mua miếng đất. Ông cắt nhà kế chùa. Xong rồi ông đi về. Nhà ông có của cải tài sản. Ông chơi chứng khoán, ông lỗ mấy tỷ. Và tự nhiên ông bị giống như bị hụt hẳn. Và cảm thấy bao nhiêu con người nhìn ông bằng cặp mắt là đi tu bao nhiêu năm mà bây giờ ông về ông làm điều đó. Anh chị em ai cũng không tôn trọng ông. Những đức nói người ta không tôn trọng ông là đúng rồi. Vì chính ông là người học đạo mà ông đi làm cái chuyện làm cho cha mẹ mắc của cải, thì ai tôn trọng ông? Việc này ông phải chấp nhận. Bây giờ ông có cơ hội phải gây dựng lại. Con người ai cũng có cái sai, nhưng chúng ta chỉ cần có tâm quay đầu thì chúng ta có cơ hội. Tâm quay đầu thì có cơ hội. Như Đức từng nói với ông một câu rằng, tại sao ông vô chùa nè, ông vô đây ông cùng với Đức nuôi người già đi. Tại vì ông bây giờ cũng là cư sĩ thôi. Thì ông đừng bao giờ đặt vấn đề là tôi cùng thờ với thầy. Ông cùng thờ những Đức mà ông có làm được những Đức đâu. Thì ông nên học lại những Đức đi. Những Đức cũng không cần làm thầy ông làm gì. Nhưng mà những Đức muốn khuyên ông, cái gì hay thì cần phải học. Đúng không? Giờ lâu lâu ông đến đây như những buổi giảng này, ông sẽ ngồi ở chỗ nào đó, góc nào đó ông sẽ nghe. Đi với mẹ. Hôm qua bên kia những Đức cũng thấy không? Khi ra phóng sanh gặp nhau, gật đầu cái xong. Đó là anh em cùng một thờ đi tu chung một ngày.
đúng vô cùng một ngày luôn, tuổi bằng nhau luôn, bằng tuổi luôn, tuổi Tức bằng nhau đó. Văn tự ông biết rất nhiều, ông hiểu biết rất nhiều. Đó là sự hiểu biết cực kỳ nguy hiểm. Sự hiểu biết đó khi ai nói cái gì cũng biết hết, nhưng hành trì thì lại khó. Hành trì lại khó đó. Còn những đức á, xin thưa quý vị, cái hiểu biết của những đức trong đạo là kinh nghiệm hiểu biết, chứ không phải là văn tự hiểu biết. Những đức rõ ràng là kinh nghiệm hiểu biết, kinh nghiệm để sau. Vậy thì những đức hỏi quý vị, kinh nghiệm hiểu biết quan trọng hay là phù phiếm hiểu biết quan trọng? Kinh nghiệm. Kinh nghiệm là cái rất quan trọng. Nói một câu rất đơn giản cho quý vị nghe, quý vị đẻ vì sẽ có kinh nghiệm, đúng không? Quý vị đẻ lần đầu chưa có kinh nghiệm, đẻ lần thứ hai vì sẽ kinh nghiệm, đẻ lần thứ ba vì càng kinh nghiệm, đúng không? Là con người ở trong đó mới ra được cái kinh nghiệm. Vậy thì những đức kinh nghiệm trong cuộc sống phong phú là vì sao? Vì những đức ở trong đó mà bước ra, ở trong đó bước ra đó. Nên những đức biết điều tiết cái gì cho người ta ăn, cái gì cho người ta sống phù hợp. Vì những đức ở trong chỗ đó mà ăn, ở trong đó mà sống, thì những đức biết như vậy là mình thích, và mình sẽ đem điều đó để cho người khác thích. Nhớ cái này rất là quan trọng quý vị à. Nên chúng ta mong làm sao tất cả những người sai trong cuộc đời này nghe đạo chúng ta có thể quay đầu. Chúng ta đừng vội vàng phê phán một người nào đó, hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại. Bây giờ cái hội chúng này ủng hộ những đức gì? Họ đâu phải là những con người ngồi trong đây hoàn toàn là những con người mà không hiểu biết gì. Đa phần trong đây có cô giáo, có trí thức, có học vị, có những người làm việc tầng cấp nhà nước cũng có. Người ta vẫn ngồi trong đây nghe những đức giảng. Chúng ta đừng nên dội phê phán một con người này, họ dùng cái gì gạt gẫm người khác. Không dễ đâu quý vị à. Không dễ, chắc chắn quý vị luôn. Không dễ. Họ phải làm cực lực đến mức nào kìa, người ta đều nhìn thấy họ kìa, thì nhất định người ta sẽ ủng hộ quý vị. Không bao giờ người ta tùy tiện dại khờ để ủng hộ một con người bằng một cách cuồng chí đâu quý vị, đúng không? Đó. Nên đây là những việc chúng ta học Phật hướng đến chánh tín mà học. Cái quan trọng là hướng đến chánh tín mà học. Những đức gây dựng cho quý vị là chỗ nào? Chính bản thân quý vị. Những đức chưa bao giờ nói rằng bản thân những đức sẽ đưa quý vị về thế giới cực lạc. Những đức chưa bao giờ đưa lên cái việc gì gọi là nhức mình, nhức mẩy, nhức đầu mà vú cái hết. Mà rất nhiều người, người ta gặp những đức, người ta đưa cái vai, đưa cái đầu. Hồi sáng có cái cô đó, cô cầm cái tay những đức mà bửa lên đầu bà. Xong á, những đức gõ cái cốc. Xong những đức hỏi bà, sao rồi? Bà nói, đi coi, thích là được rồi, nhưng mà nó chưa chắc hết nhức đầu. Muốn hết nhức đầu thì phải làm sao? Niệm Phật. Nhưng đứa nói với vị nghe, đa phần cái người nhức đầu là đa phần cái người suy nghĩ nhiều, giống hệt như bị giác đồ nặng thôi. Khi giác đồ nặng thì nó mệt. Vậy thì thần kinh quý vị suy nghĩ nhiều thì nó căng thẳng. Quý vị hỏi tại sao mà thầy làm nhiều việc mà thầy không nhức đầu? Cái này mới nên đặt câu hỏi nè. Thầy làm việc nhiều đến mức mà hơn mình không biết bao nhiêu lần mà nói. Tính vào đầu người mà lo đi, thì thầy tính bao nhiêu việc, làm bao nhiêu chuyện, mà tại sao thầy không nhức đầu? Quý vị ít bao giờ thấy những đức nói những đức nhức đầu lắm. Là vì sao? Vì những đức không có làm cho đầu óc thần kinh những đức bị gánh nặng. Không có làm mình bị gánh nặng. Những đức chưa bao giờ suy nghĩ ra một chút những đức qua đây giảng cái gì. Những vị coi tất cả những buổi giảng ngày Chủ nhật, quý vị coi lại đi, mỗi buổi giảng đều có một cái đặc sắc của nó. Đều có cái đặc sắc, đúng không? Nếu mà những đức suy nghĩ rằng nó sẽ qua đây cái gì thì những đức sẽ nhức đầu lắm. Hồi nãy những đứa ở dưới nhà bếp sáng nấu ăn xong, xào đồ ăn xong, còn 15 phút nữa 6 giờ là về tắm cạo đầu.
Trong 15 phút từ bên đó chạy xe về phòng. Từ lên phòng rồi thay đồ xong cạo đầu, rồi tắm, nó cạo râu ria sạch sẽ, rồi những đứa qua lại nhà ăn là đúng thời gian ăn cơm với vị luôn. Thấy là khả năng làm việc của những đứa nó vừa nhanh mà nó vừa gọn. Người ta cạo đầu, một cái đầu người ta cạo 15 phút người ta cạo là với người ta tắm, chưa có cơ hội để thay được cái quần cho vị biết. Còn những đứa mà vừa đi bên kia về đây, rồi đi tắm, đi cạo đầu, thay đồ, còn có khi còn xịt thêm miếng dầu thơm nữa. Thấy chưa? Tại vì người ta cho phải xài. Ai mượn mày cho làm chi? Thưa quý vị, cho xài à. Thấy không? Nói thiệt quý vị, ngày xưa những đứa ngoài đời là một người là thích điệu. Khi bước ra ngoài nghèo, nhưng mà sạch sẽ, biết điệu. Nên những đứa không phải là cái dạng không biết gì. Đó. Nên mình nghĩ rằng trước công chúng mọi người, bản thân ai không có mùi hôi thì chúng ta cho miếng thơm thơm gần ta thấy cũng thích. Quý vị đó, có nhiều bà nói thầy Đức bây giờ ông điệu kệ tôi. Vì người mà điệu được không? Nó chứ đâu phải là vì một người nào đâu. À, còn quý vị vì chồng vì vợ bị điệu đi. Thấy không? Nên từ nơi đó mà rồi xong ăn cơm xong nói chuyện nãy đó, chồng bị cười buổi sáng đấy chưa. Xong rồi bắt đầu là những đức ở dưới đó, nhiều Phật tử đến chụp hình luôn, ngồi thêm khoảng cỡ hơn nửa tiếng nữa. Rồi xong những đức vô nhà bếp nói chuyện với mấy cô trong bếp một số việc. Rồi xong những đức chạy về phòng là đúng là thời gian 8 giờ. 8 giờ xong những đức giảng 2 buổi pháp ngày mai. Giảng 2 buổi pháp ngày mai xong là đúng là bên đây là tới giờ thời gian là 8:35 phút. Mà 8:40 là quý vị đi chung xong. Những đức 8:35 phút vừa giảng pháp xong là những đức bắt đầu là rửa mặt một cái, những đức đắp y vô thì đúng là 8:40 bên đây niệm đi chung xong. Rồi những đức qua đây luôn, không có một chút thời gian nào những đức nghỉ ngơi chứ quý vị, hoàn toàn không có một chút xíu thời gian nào chứ. À quên, hồi nãy những đức về bển những đức còn tiếp mấy phái đồ bên đó nữa chứ. Hồi nãy ở dưới nhà bếp về còn gặp một số đoàn bên kia. Rồi còn gặp thêm một gia đình ẵm một đứa bé đến. Thời gian của họ sanh đứa con 7 tháng. Mà đứa bé nó không biết gì cả. Kêu nó cũng không biết, lặt cũng không biết, ngồi cũng không biết. Nó như đứa bé mới sinh không biết một cái gì luôn. Hỏi như đứa bây giờ phải làm sao? Khó hiểu lắm. Thật sự khó hiểu. Nếu bây giờ mình nói tuyệt vọng thì người ta buồn quá. Chỉ có cái gì những đức khuyên người ta đeo cái máy niệm Phật cho cháu thì người ta cũng thích. Những đức làm cái gì vuốt cái đầu cháu một cái, những đức cũng nói cầu nguyện tam bảo gia hộ cho con, chỉ điều đó thôi. Chứ nghiệp duyên của mỗi một con người ai biết cái gì nghiệp duyên của người ta trong đó. Khuyên mẹ cố gắng niệm Phật với con, đeo cái máy niệm Phật cho con, cũng cầu nguyện tam bảo gia hộ cho con nhờ công đức niệm Phật mà giúp cho con bình tâm tĩnh trí vậy thôi, hiểu không? Xong người ta cũng cảm thấy người ta vui lòng người ta quý vị. Rồi xong về phòng rồi bắt đầu là tiếp tục cái thời gian là cứ như vậy. Quý vị coi những đứa làm việc gì mà tại sao đầu gỗ với đứa không nhất? Là tại vì những đứa làm là làm. Những đứa được một cái khả năng làm là làm, tuyệt đối không cần phải nặng nề thằng kinh đầu óc gì chứ. À. Rất là thoải mái. Mà được gì là từ đâu? Niệm Phật. Từ niệm Phật đó quý vị. Tại vì sao? Cái niệm Phật nó lợi ích là ngay chỗ này nè. Không phải ai niệm Phật cũng không nhức đầu đâu. Không phải ai niệm Phật cũng trị bệnh được đâu. Không phải niệm Phật mà trị bệnh, mà là niệm Phật để sanh tánh Phật. Sanh cái tánh Phật thì tánh Phật đã sanh, thì trí tuệ Phật sanh. Trí tuệ đã Phật sanh thì nhìn thấu buông xuống. Chỗ này là cái gốc. Cái bị khổ, bị nặng nề là chỉ có đúng cái chỗ bị không nhìn thấu thôi. Chỉ đúng ngay chỗ này thôi. Quý vị khi đạt đến trình độ nhìn thấu cái cõi nhân sinh này thì dù là những lời chửi mắng nhiếc cỡ nào của quý vị, người ta dành cho quý vị, quý vị giảng là có tâm làm việc cho chúng sanh chắc chắn luôn, hiểu rồi. Nè, cả quý vị chửi người khác quý vị cũng giữ được cái tâm, tại vì nhìn thấu buông xuống rồi còn sợ gì nữa giờ. Thì nói cái gì quý vị cũng không còn lo nữa, tại vì sao? Vì quý vị nhìn thấu được một phần thì buông một phần. Nên đại lão ở Từ Tịnh Không ngày giảng đó,
Nhìn thấu buông xuống là trí huệ chân thật. Quý vị không nhìn thấu thì bị nặng nề đủ chuyện luôn. Chuyện hai vợ chồng một đứa con thì bị đã nặng nề rồi. Có nhiều người bây giờ người ta chuẩn bị cưới nhau, người ta đã lo cái chuyện tương lai có con rồi, sự nghiệp lo chi xa chứ. Cái chuyện hôm nay đến với nhau nè, cái niềm vui của ngày hôm nay mà chưa giải quyết xong, đừng nói chi là lo tới có con và sự nghiệp. Trước nhất là con đường này hai người đi cho làm sao mà nắm tay nhau đi cho tốt. Thì khi có con thì tiếp tục hai người cũng phải nắm tay nhau nuôi con. Thì cùng chung tay để gây dựng hạnh phúc thì mới đạt đến sự nghiệp. Phải không? Nên rất là nhiều người, con người trong cuộc đời này bị cái bệnh gì? Lo cho tương lai chưa đến. Họ lo cho các ngày mai họ khổ. Bây giờ chuẩn bị cưới nhau phải chuẩn bị một sự nghiệp gì để dành. Thì bạn chỉ có sự nghiệp, bạn không có hạnh phúc. Vì bạn lao theo sự nghiệp thì sao có hạnh phúc. Hai vợ chồng bạn sống với nhau như thể xác không hồn, và không có cảm giác gì cái hạnh phúc của nhân sinh giữa con người đến với con người. Còn đây là bạn gây dựng hạnh phúc là từ cái tình cảm con người sống với người có niềm vui. Và bạn mở rộng tâm lượng ra nghĩ đến cha mẹ hai bên. Đó là bồi dưỡng cái duyên, cái phước. Phước duyên đã có rồi thì sự nghiệp thành tật. Rất rõ ràng. Bây giờ rất là nhiều người ngồi trong đây đã từng có vợ có chồng, bị mang cái bệnh này nhiều lắm. Mang cái bệnh là tạo sự nghiệp để có hạnh phúc. Sai. Bạn có sự nghiệp lại mắc hạnh phúc. Bạn tiếp tục sai nữa rồi. Vì bạn có sự nghiệp mà bạn không có hạnh phúc, bạn sẽ cô đơn. Nên rất là nhiều cô đi đến chùa mình. Vì sao các cô bây giờ có niềm vui? Vì cái niềm vui này từ ngay chỗ những đức đã hướng dẫn mấy cô. Rất là nhiều cô luôn. Quý vị biết rằng những đức gặp không biết bao nhiêu người mà đến gặp những đức, đứng nhìn những đức mà khóc. Vì sao? Họ nói họ cảm ơn những đức. Chính những đức đã cởi mở ra những cái nặng nề trong tâm họ. À. Nên từ nơi đó cái cởi mở tâm tư, những cái sự nặng nề đó là sự tốt đẹp lắm. Những đức hỏi vị nè, bây giờ vị đang giác rất là nặng nề đi trên đoạn đường. Ai mà đi đến phụ quý vị để xuống, quý vị mừng cỡ nào chưa? Con người ta khổ nhất là cái gánh nặng. Nhưng mà người ta lại quen gánh nặng không chịu buông. Khổ nhất là gánh nặng mà quen gánh nặng không chịu buông. À, những đức làm được cái chuyện, bao nhiêu công chuyện những đức không bị gánh nặng. Quý vị biết, nếu nói về áp lực, những đức cực kỳ áp lực luôn. Cực kỳ áp lực luôn. Nếu mà chùa này bây giờ mà nói bà thiếu tiền, hoàn toàn người ta phải tìm những đức. Không có tiền đều phải tìm những đức. Xe hư cũng tìm, mua xe cũng tìm, bể bánh xe cũng tìm, cái gì cũng tìm. Tại vì vai trò những đức phải làm việc này. Bị bỏ vai trò này làm sao bị quản lý được? Thì bị không điều tiết được cái cuộc sống trong chùa này sẽ như thế nào đây? Nó tại sao mà mỗi cái gì mua qua cũng thông qua. Tuy người đó cầm tiền nhưng phải thông qua. Để làm chi? Để biết điều tiết đồng tiền mà sống. Đó là cái quan trọng. Nếu như bây giờ nhà đức nói tôi nhức đầu quá rồi tự làm đi, thì mình phế. Chùa mình sẽ có vấn đề xảy ra liền. Tại vì mình không nắm được, không biết được một cái gì cả. Nhưng mà mình làm tất cả các việc mà mình không nặng nề đặt vào đó, mà mình lại làm nhiệt tình, làm cực lực luôn. Nhưng mà làm rồi thì buông xuống. Thì làm đi, làm chỗ này đi. Giống như y gan bị gặn đẻ thôi. Khi quý vị đã gặn đẻ, đẻ con được rồi thì quý vị đi gặn chi nữa? Đúng không? Thì bây giờ lúc mà mắc đẻ thì gặn, nhưng đẻ rồi thì đừng gặn nữa. Ai kêu bị gặn chi? Đúng không? Tại chưa đẻ mà sao biết? Thấy không? Đó, bà nói bà chưa biết. Mệt ghê. Đi hỏi ai biết á, họ biết ra chi cho nó khổ. Thấy không? Gặn đẻ nó cũng khổ chết mồ. Đúng mấy cô? Giống như hồi nãy nhà Đức tặng quà cho mấy cô, mấy bà cũng sùng sồ. Nhưng Đức đưa quà cho bà, như Đức nói bốn mắt nhìn nhau à. Họ vui đó quý vị. Tự nhiên họ thấy họ rất là vui, chứ không có gì chứ nghe. Giống như bây giờ chị sao quá nhìn chết à. Cái bà là bà bất cỡ, họ ghê. Người nữ họ là gì đó quý vị?
Tự nhiên giờ mà họ nhìn mà mình nhìn họ gắt. Nè, ngày hôm qua có cô bên Mỹ cô về cô ngồi kìa. Cô gặp những đức mà cô nghe những đức giảng mà cô gặp những đức cô ngại lắm. Mắc cỡ lắm. Chị đứng nó mắc ngại gì lại đây cái. Thấy không? Có những cái á, mình là đàn ông á, có những cái mình phải quạt bác một chút. Tại mình gặp cái người ta mắc cỡ quá mình phải quạt bác một chút. Còn mình gặp cái người nó dạng quá thì mình đừng có quạt bác nữa. Vì nó dạng quá mình quạt bác nữa chi đừng nó dính đâu quý vị. Còn gặp cái người quạt bác thì cái mình gặp cái người mắc nó họ ngại thì mình phải kêu họ lại để họ được gần gũi. Còn bây giờ gặp cái người nó quá quạt bác rồi, bây giờ mình quạt bác nữa thì nó bác luôn. Hiểu không? Đó, nó phải vậy đó quý vị. Nên mình là người học đạo á, nơi nào người ta nói nhiều bản thân đừng nói. Mình gặp cái bàn nào mà có ông nói quá trời mình đừng có nói. Tại vì nó nói quá trời mình nói vô nữa không khác nào tranh đấu. Nhưng đến khi nó nói sạch nhách hết trơn, không còn được nói cái gì hết trơn. Lúc đó nếu mình có cơ hội thì mình hãy nói. Hiểu không? Vậy quý vị đi đến đâu đi, thấy người ta làm, người ta muốn làm thầy hay, vì để người ta làm đi. Tại vì cái chuyện này không phải cái chuyện của mình. Quý vị để họ làm te tu, họ mệt te tu hết trơn, họ đuối, họ nằm sát dán hết rồi. Lúc đó bị làm. Ta đang cặn bị làm, đi làm đi, đi. Đó là người thành công là vậy đó. Thấy không? Giống như những đứa nói với mấy anh em trong chùa, bây giờ tôi làm hết chuyện rồi đó. Mấy anh em khi làm được, mấy anh em chỉ cần nói đúng câu là tôi làm được rồi, làm đi. Những đứa buông được cái không làm thì những đứa khỏe một chuyện. Còn mấy anh em không nói gì nhờ những đứa thì những đứa phải làm. Còn không cần những đứa làm nữa, những đứa nghỉ. Rất là khỏe quý vị, tại vì sao? Đó là trách nhiệm mấy anh em làm đi. Nó tôi đã tạo sẵn hết rồi. Mỗi một điểm chùa, hòa thượng thì xây những đức thì cái gì cũng mua sẵn hết. Đầy đủ ít dân cuộc sống rồi. Phương tiện sẵn hết rồi, giống như đem gạo về. Chỉ có nấu cơm mà không nấu nữa thôi, nhịn đói luôn đi. Chứ sao bây giờ quý vị? Khi người ta làm được, người ta nói người ta làm được rồi. Khỏi cần nói, mình chỉ cần nhìn người ta, mình cũng biết người ta muốn làm. Làm đi. Đó là cái nhìn thấu buông xuống thôi. Làm đi. Còn nếu nhiều người mình nói rằng bây giờ đưa người ta làm lỡ hư chuyện thì sao? Mình không cho người ta làm sao mình biết người ta làm hư hay là không hư? Cái khởi đầu mình làm nó cũng có cái hư mà. Nhưng mà mình nhờ có cơ hội mình mới được ngày hôm nay. Nếu như cái gì mình con mình đụng vô mình cũng nói mày ra chỗ khác đi, mày đụng vô là hư không mà, thì con quý vị sau này tiêu à. Quý vị khởi đầu quý vị nấu cơm cũng bị khét kìa. Quý vị lau nhà cũng không sạch à. Nhưng mà sau này bị lau nhà sạch vì bị làm mẹ người ta phải sạch. Làm ship mà không sạch nữa thôi. Thì bây giờ quý vị cho cái đứa con nhỏ này nó có cơ hội đi. Tại sao nó vừa lỡ làm thì nó trách ra chú khác. Mày lỡ là hư chuyện à. Đổ tháo tùm lum thì nó có đổ nó mới có kinh nghiệm. Có đổ nó có kinh nghiệm. Đó. Nên có những đứa con mình nó ngộ lắm. Nó mới lớn lên là nó thích yêu. Mình không phải kêu nó yêu. Nhưng mà mình nói nó một câu mày yêu mà mày biết khôn á. Chứ mày yêu mà mày ngu mày ghét chịu đi. Thà mình nói câu vậy nó thích mình hơn. Tại nó đã thích yêu thì mình không có cản được. Nhưng mình ngày xưa mình yêu ai cản mình. Quý vị công nhận không? Quý vị mà bước vào cái tình yêu rồi thì không ai cản mày được. Cản đầu này nó chạy đầu kia, cản đầu kia nó chạy đầu nọ. Nó lãng lách đầu này đầu kia đầu nọ. Chỉ có đúng một cái là quý vị nói nó một câu yêu yêu nhưng phải khôn. Chứ sao giờ? Còn nếu lỡ con mình nó yêu mà nó ngu, mình đã dạy rồi mà nó vẫn ngu thì cũng vẫn là con mình. Lỡ nó yêu mà nó ngu, nó đem về cái bụng thì chúng ta nói ô mày cũng còn được, mày đem về cái bụng đẻ ra lấy họ bên mình con dư được đứa cháu vậy đâu sợ. Quý vị mà nghĩ vậy thì nó rất là tự tại quý vị. Bây giờ con cháu sớm muộn nó cũng sanh thôi, sớm muộn nó cũng đẻ. Mà bây giờ nó ra ngoài rồi nó lỡ dạy nó ẹt cái thành cái bụng. Cái bụng mà nó đem về thì mình nuôi. Mình đi chữ cha con mình làm gì? Mình chữ rồi bây giờ nó có nó mắc cái bụng này không? Mình lôi ra mình chữ làm chi? Chờm sớm nó nói cười chê mình. Ơ có gì đâu cười chê. Sớm muộn gì con cháu tôi nó cũng có con có cái thôi. Bây giờ nó có con sớm. Mà đúng ra nếu mà nó sống hạnh phúc thì bây giờ cái thằng kia cứ thì nó đem con tôi về nhà mất tiêu rồi. Thì tôi làm gì có cháu mà họ tôi.
Bây giờ nó đem về cho tôi lấy họ tôi nuôi cớ tôi luôn nè. À. Nên á, nhớ kỹ, sau này con gái mình lỡ nó hư hỏng mà đem bầu về, chúng ta bắt nó phải gọi mình bằng ông nội bà nội, không kêu bên ngoài. Dòng máu của mình, dù là con gái nhưng lấy dòng máu của mình. Tại vì sao? Cha nó thiếu trách nhiệm, không có hạt giống này. Chúng ta gây dựng cái hạt giống này trở lại là mình bên nội chứ không bên ngoài. Ai có quyền nói mình? Chính bên nội bỏ con tôi mà. Mày sống với con tao xong mày bỏ con tao thì tao lấy con của mày làm bên của tao. Đúng không? Cái khôn chút quý vị. Cuối cùng nó sanh ra con trai, mình cũng được con trai cháu nội mình luôn. Mà cái thằng con trai này hoàn toàn lớn nên nó đều chấp nhận điều đó. Vì nó không bao giờ chấp nhận cha nó bỏ nó. Nhưng chúng ta không bao giờ dạy hẳn cha, nhưng mà mình dạy nó đừng học giống cha nó. Vậy thôi. Không hẳn cha nhưng không học giống cha. Nếu sau này biết được cha nó khổ đau này kia, giúp cho cha nó cơm ăn áo bận cuộc sống, nhưng bản thân nó đừng nên bắt hiếu với cha nó. Nhưng lấy họ bên ngoại làm bên nội. Chúng ta mà sống gì thì quá khôn quý vị. Khôn không quý vị? Nên quý vị thấy Phật pháp gì nó giải quyết vấn đề hay chưa? Quá hay. Tự nhiên con của mình nó lỡ dạy mình gì, mình còn chửi con mình khờ quý vị. Đứa con này mình mến tay mến chân, mình nuôi nó, bây giờ nó lớn lên, mỗi một con người nó có cái nghiệp thì chúng ta cũng phải tha thứ cái nghiệp cho nó. Nó là con mình mà, có cái gì đâu mà thiệt thòi. Thiệt thòi cái gì mà nói nó là con gái lớn lên nó đẹp gì, bây giờ nó bị bỏ gì, thiệt tình tức gì nó ngu gì đâu. Đừng có tức cái gì, sớm muộn cũng ẹt thôi. Hiểu không? Sớm muộn gì cũng ẹt. Nên từ nơi đó thì chúng ta hãy chấp nhận đi. Sống trong cuộc đời này đẹp xấu gì cũng có cái ngu gì, cái nghiệp là phải ngu. Hiểu không? Sớm muộn gì cũng ngu, cái nghiệp thì phải ngu thôi. Hiểu quý vị? Đó. Mình đã từng đối xử với người ta vậy, người ta đối xử với mình lỡ chứ ngu gì. Nhưng mà mình bây giờ học đạo mình khôn nhất là mình chuyển hóa cái nghiệp. Đó mới là người thật sự đặc biệt học được Phật pháp, sống động. À. Điều đó vậy vì có nghe thầy nào giảng kiểu này không? Không phải không? Có rồi đó. Hiểu không? Giải quyết được vấn đề hết rồi. Bây giờ quý vị có đứa con gái, quý vị có lo hoài, nó sợ sao nó hư, hoặc đi ra đường nó chơi nó hư, lo gì cho nó mệt. Chỉ đúng câu nói dạy nó thôi, mày đừng có ngu thôi. À, mày tự giữ thân phận mày đi. Mình nói câu đó sau này nó khôn. Dù nó có ngu sau này nó cũng khôn nữa. Cha mẹ tôi đúng nói một câu, mày chơi chơi đừng có ngu, mà giữ thân phận mày đi là mày khôn. Mình nói câu vậy hoài chứ mình không có cản. Cản nó trốn còn ác hơn. Cản nó trốn còn ác. Giống như ông cha ông chích xì ke hai mấy năm. Ông kêu hai thằng con trai vô, ông chích xì ke cho thằng con trai coi. Ông chích xong, ông đuối, ông nói nè, cha dính hai mươi mấy năm, cha thật sự muốn bỏ xì ke, bỏ không được. Bây giờ cha chích cho con thấy, nếu sau này con đi chích xì ke, đó là chuyện của con. Còn cha đã làm việc này rõ ràng, đây là điều cha hư, cha sai. Con đừng đi theo con đường này của cha. Cuối cùng hai thằng con trai đi tu hết luôn. Đó. Thấy không? Thì coi, ví dụ như mình làm cha, người ta đi, mình đi có vợ bé tùm lum tùm la, mình nói với đứa con mình, con đừng làm việc này giống cha. Tuy là ban đầu cha nghĩ rằng có hai ba vợ cũng ngon, nhưng mà thật sự rất là cực con. Khi ba hai ba vợ rồi thì ba mới thấy rằng nó y gan nhau, không có khác gì hết chứ. Mà cha phải cực chết mồ luôn, thì cha phải lo cho ba đứa, hai đứa, phải chỉ lo cho một đứa thì khỏe. Nhưng bây giờ cha lo cho hai ba đứa, cha rất là cực. Nếu như con cảm thấy điều này là con ngưỡng mộ thì tùy con, nhưng cha nói rõ ràng đây là cái việc mà rất cực, và nó cũng không rõ ràng mỗi đời con cái. Nói rõ ràng cho con mình nghe. Còn ví dụ như mình làm mẹ mà mình lỡ mang cái nghiệp mà mình có chồng rồi mà mình đi lấy người này người kia, mình cũng nói cho con gái mình nghe rõ ràng là mẹ vậy mẹ sai rồi,
Bất cứ một người phụ nữ nào sanh đến cuộc đời này không bao giờ mong muốn rằng tương lai mình có hai ba chồng. Nhưng vì sao cuộc đời của mẹ phải như vậy? Mẹ học Phật mẹ hiểu rồi, đây là nhân quả của mẹ. Mẹ mong rằng những gì mẹ trả, con đừng nên bước vào. Con hãy gầy dựng một cái tâm chung thủy để cuộc đời của con chỉ có một vợ và một chồng. Hiểu không? Rất là rõ ràng quý vị. Tại sao mình đi giấu làm gì vậy? Ví dụ như mình á, ngày xưa mình đã từng á, dụng vợ mình đi mang thai, mình phá thai. Bây giờ học Phật mình nói rõ cho con gái mình nghe. Vì mẹ nó nói rõ rồi, con muốn đi phá thai thì cái chuyện của con chứ. Mẹ đã dạy rồi, chứ đâu phải không dạy đâu. Đúng không? Cuối cùng bây giờ mình nói rằng mẹ hồi xưa mẹ cũng ngu, cái đó mẹ khờ. Nó dụ dỗ nó ngọt với mẹ, cuối cùng mẹ cho sạch nhách. Cuối cùng mẹ mang cái bụng mình nó bỏ mẹ luôn. Mẹ đi phá thai, mẹ chịu mình mẹ, mẹ bị chửi te tu luôn con. Đây là mẹ nói cái điều mẹ ngu nè. Nói cái điều ngu người ta mới khôn. Con người ai không có cái ngu? Ai cười mình ngu, sợ ngu mà không dám nói mình ngu. Đúng không? Con người thông minh nhất là cái gì không biết hỏi đại đi. Ví dụ như bây giờ Nhân Đức đi vô thang máy, đi chung với mấy cô, Nhân Đức nói bấm sao bấm đại đi. Mấy cô nói thầy bấm đi, không biết. Giờ nói để thầy bấm. Cuối cùng lên lầu 3, cuối cùng bấm lầu 1, nó cười mình còn hát hơn. Thầm nó mình không biết đi. Con làng lên thành phố, đi vô trong cái nhà hàng ăn. Ăn uống này kia, người ta ăn nó có kiểu cách của người ta. Hồi xưa trên thành phố, vô ăn. Đi với bạn bè rồi mấy đứa nó có điều kiện sang sang không? Mình nói, hồi xưa giờ nghèo. Đi làm, anh em biết, bạn bè biết. Tôi làm chỗ làm tôi sao tôi có cơ hội vô đây. Ăn cái này là sao không? Nó không có cự mình mà nhiều đứa nó tội nghiệp mình. Mình nói mình nghèo. Nên cuối cùng mình ăn xong mình khỏi cần hùng tiền. Tại mình nói mình nghèo mà. Nghèo mà hùng chi? Hiểu quý vị? Đó. Nên đó. Tại mình thấy người ta quá giàu, giờ mình đi xạo chi? Mình đang nghèo rồi mình nói mình nghèo đi. Còn mình thấy cái đứa nó nghèo hơn mình thì mình mới năng mình lên. Mình năng mình lên để mình dạy họ, mình giúp họ. Còn bây giờ cái đứa này nó quá cao rồi, bây giờ mình đi hạ thấp luôn. Mình hạ thấp luôn thì mình mới ngang với cái cao của nó. Nó nên từ nơi đó mà khi mình mà hùng tiền nó nói thôi thôi. Bạn khỏi để đây để anh em làm được. Bạn khỏi hùng. Nó à, vậy cảm ơn. Thấy chưa? Nên nè. Hồi xưa bị Nhận Đức mỗi lần mà nhậu với bạn bè chung á. Nhận Đức nói một câu gì lắm nè. Bữa nay còn có 200 trong túi à. Mà sáng mai còn phải mua cái gì đó. Bữa nay rồi thôi. Ngồi chơi với anh em kệ đi mai tính sao. Mai hết tiền thì kiếm vay mượn đại nó. Vậy mà xong khi trả tiền nó thôi thôi bạn để 200 đó. Đó để bà giải quyết vấn đề đi. Nó mà nó lại thương quý vị. Nó rõ vậy chứ. Nhưng mà thật sự trong túi mình còn 2 triệu. À, xạo quý vị. Xạo. Nó thấy chưa. Nhưng mà gian chỗ này thì bị cái đầu kia gạt. Nên trong cuộc đời này núi này cao còn núi kia cao hơn. Nhận Đức á, thì là ngoài đời gì nè. Cái người nào Nhận Đức mà thương mà thấy người ta thương Nhận Đức quá thì Nhận Đức gạt người ta. Lạ vậy đó. Nhận Đức lên mặt với người ta gạt người ta. Nhưng mà đứa nào mà Nhận Đức quá thương nó mà nó thương Nhận Đức ít thì nó lại gạt Nhận Đức. Đây là 100% xác thực luôn quý vị. Nhìn thấy rõ ràng luôn. Hồi xưa có quen con nhỏ bạn ở bên Đồng Tháp. Nhỏ thì nó mắc cha mẹ nó biết thân phận. Mà bản thân mình cũng không dám làm bậy gì. Nó mắc cha mẹ mình còn nghĩ tới cái điều. Mấy đứa nó mắc cha mẹ mình đụng tới nó là nó đeo chích mù. Không cưới cũng không được nữa. Mình không dám. Nhưng mà mình lại ưa kêu nó đưa tiền mình xài. Nhưng mà cái con nhỏ kia thì nó cao xa hơn, nó đẹp thì mình lại đem tiền cho này mình đưa cho kia ăn. Thấy kinh khủng không? Khi những đứa học Phật rồi những đứa mới thấy rõ ràng núi này cao còn núi kia cao hơn. 100% luôn. Chỉ có chân thật thôi là người thông minh nhất. Đó là cái điều Nhận Đức nói rõ ràng. Không bao giờ nói mình đúng nha. Không bao giờ nói mình tốt gì. Mình vẫn có cái nhiều cái sai. Nên Nhận Đức nói Nhận Đức sống cũng khéo và thủ đoạn. Nhưng mà cuối cùng ngoài đời cũng được gì đâu. Chỉ có đi vô trong đạo nhiệt tình vì người ta thì Nhận Đức lại còn à. Nó cọ lại hai con đường mình đã đi qua rõ ràng lắm quý vị ơi. Là quý vị
Hiểu không? Nó nên ai mà nghe những buổi giảng của mình á, hãy chân thật đi quý vị ơi, nhiệt tình hết mình quý vị ơi. Cái quan trọng là siêng niệm Phật nghe quý vị à. Thường cười cho nhiều nghe quý vị ơi. Đừng buồn ai để trong tâm quý vị à. Chồng bỏ thì cũng phải niệm Phật nghe quý vị ơi. Vợ bỏ thì cũng phải niệm Phật quý vị à. Nghèo giàu gì cũng phải niệm Phật quý vị ơi. Nên trong hoàn cảnh nào cũng niệm Phật nghe. Ông đúng là cái buổi giảng mình nó năng lượng thì ghê quý vị. Quá năng lượng luôn, nói thiệt luôn á. À, mà cái người mà ngồi ở đây mà ngủ gục không biết làm sao luôn. Nó thật sự không biết làm sao mà ngủ gục luôn á. Sao ngủ gục bây giờ quý vị? Hiểu không? Nó hiểu không? Nó nói cho ngồi tuốt phía đó nghe. Đi đến đây mà chỉ nhìn được gì thôi. Bởi lâu lâu mình phải anh chị mới được đó nghe. Rồi ai với đào bà. A Di Đà Phật. Nên là còn chứng giữa A Di Đà Phật. Quá vui quý vị. Mà sự bình an này mới cầu an cho người thân. Và buông xuống cái tâm hận thù thì mới cầu siêu cho người thân. Nên hôm nay chúng ta tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên chúng ta. Thì ông bà tổ tiên chúng ta luôn luôn mong mỏi cho con cháu được bình an và hạnh phúc. Đúng không quý vị? Thì chúng ta chỉ cần có cái tâm đó là mình đã cầu an cầu siêu cho ông bà tổ tiên mình. A Di Đà Phật. Trái tim này máu chảy thường xuyên luôn. Vì nhớ trái tim mà không đủ máu là nhịp đập nó không được ổn định. Thì thấy không? Một trái tim khô. Ô cái buổi này công nhận chùa mình cái ngày chủ nhật quý vị không về là ổn lắm quý vị ơi. Bây giờ cái chỗ mà người ta mà đặt khăn á, người ta nói là tuần này sẽ có khăn nè, qua tuần này có khăn nè, thứ hai có khăn, thấy không? Qua thứ hai có khăn thì chắc chắn là chủ nhật là những đức sẽ tặng khăn tỷ vị, thấy không? Khăn đẹp nghe. À, mà đi đến đây mà thầy tặng cho mình cái khăn cũng tuyệt vời lắm quý vị. Nên chủ nhật á là những đức à sẽ gỡ khăn cho quý vị, nghe không? Không những đức mà có là thích tặng liền rồi quý vị ơi, con người như đức vậy đó. Quý vị biết rằng là bây giờ mà quý vị làm kiểu này làm những đức cũng thổn thức con tim đó. Quý vị. Không, thật sự cuộc đời những đức mà mắc mẹ sớm quý vị, rồi sau này cha cũng mắc, mà cuộc đời mình cũng nghèo khổ lắm, nhưng mà quý vị làm cho trái tim những đức ấm áp lại đó. Những đức mong cả đời của mình á ấm áp con tim cho người khác quý vị ơi. Quý tâm đời này về cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. Cười lên cái coi. Cười lên cái nữa coi nào. Ha 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 ha. Ha 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 ha.
Tôi quá tích tụ năng lượng luôn quý vị ơi. Ơi, tới đây thôi chúng ta hồi hướng nghỉ nghe. A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Chúng ta ra ngoài phóng sanh cúng với thịt quý vị ơi.